Hello xin chào mọi người, hôm nay rời xa Pomerati tí, mình sẽ muốn review cho các bạn một cái bộ sản phẩm mình mua từ rất là lâu rồi nhưng mà chưa có thời gian mà mình lên clip. Thì hôm nay thực sự nói với các bạn là nếu mà mình làm clip review sáp thì nó sẽ bị rất là muộn mình mới lên được. Cho nên là biết trước cái điều đấy, mình làm cái clip này để cho các bạn có một cái clip xem buổi tối gọi là giải trí thư giãn chút và cũng biết được một dòng sản phẩm mới. Thì hãng này thì mình đã review cho các bạn về con hand dressing pomade. Là cái con Yardley Lavender. Thì đây là hãng Yardley London, mình không biết là mình đọc London đúng không nhưng mà nói chung là Yardley của London đó, tiếng Việt. Thì đây là bộ quà tặng, bộ gift set của họ và mình mua giá khá là rẻ, đâu đấy mình tốn độ khoảng 500 nghìn cho hai cái thứ này, một cái body spray đó và một cái chai nước hoa có dung tích tương đối là lớn, mình không biết là 50 hay 100 đây. 50, 50 thôi. Và nó là cái định dạng eau de parfum. Thì tại sao mình giới thiệu cái này? Thực sự mà nói thì cái này thì ở Việt Nam không ai phân phối. Và mình hy vọng rằng qua clip này thì CLM Store hoặc là một cái bên uy tín nào đấy sẽ lấy về phân phối cái hãng này. Mình cũng không quá hy vọng quá nhiều. Nhưng đại khái thì mình có thể giới thiệu cho các bạn cái hãng này sau khi mình thử nghiệm. Và mình thực sự là mình rất hài lòng với cái sản phẩm này với ở mức giá này. Tại sao lại thế thì mình sẽ nói kỹ sau. Đầu tiên chúng ta đến vào phần bao bì, thì làm một cái gift set thì chúng ta sẽ có một cái hộp giấy in một số cái thông tin nhất định ở lên trên mặt trước mặt sau. Nó bao gồm là giới thiệu về hai cái dòng sản phẩm và cái bảng thành phần của nó. Đó. Ở đây có một cái hạn sử dụng là đến tháng 7 năm 2025 thưa quý vị. Đó. Rồi những cái thông tin về website rồi nó kia thứ. Đó. Make in United United đọc là Arab Emirates. Đó. Tức là họ là hãng, đây chỉ là họ bán ở trên cái thương hiệu Yardley London này thôi, còn sản xuất lại ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Thì cái điều này với mình thì không quá lạ bởi vì UAE có một ngành công nghiệp sản xuất nước hoa mặc dù là đi sau so với thế giới nhưng mà họ họ đang phát triển rất là nhanh, rất là mạnh bởi vì là họ có cái kỹ thuật, họ có cái nói sao nhỉ, vùng nguyên liệu để mà họ sản xuất ra nước hoa. Và như bạn thấy chúng ta đang ủng hộ nước hoa của Ả Rập rất là nhiều này, ví dụ như những chai nước hoa Ả Rập là mình đang sử dụng ấy, là Club de Nuit này, Eau for Glory này, còn có rất nhiều loại khác nữa, ví dụ như anh em hay dùng cái con chai nước hoa Ả Rập hình con đại bàng ấy, chẳng hạn. Thế rất là nhiều loại, mình bây giờ mình cũng không nhớ ra nhưng mà đại khái là với một cái dòng nước hoa mà sản xuất tại Ả Rập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì mình nghĩ rằng là nó cũng không có nỗi quá cùi đó. Nó đơn giản là họ không có cái đủ cái sự nói sao nhỉ, cái marketing của họ, và mọi người không tin rằng là với một cái đất nước, một cái khu vực ở phần châu Á thì họ có thể làm những cái mùi hương theo vibe, theo 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 gu của mọi người. Bởi vì là các bạn có hình dung là phần mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ấy, phần với cả Ấn Độ ấy, thì mọi người rất là kiểu văn hóa ở đấy và không khí ở đấy qua những cái ẩm thực ấy, là rất là cay và hăng. Thế cho nên là cái gu mùi của mọi người ở đấy cũng rất là nồng và cay rồi hăng ngọt thì cũng phải có tí thêm hăng hắc, và thế nên là nó lại một phần nào đấy nó lại rất là khác so với cái gu mùi mà mình nói rằng là của phương Tây. Phương Tây thì họ một là cái văn hóa nước hoa của họ đã có từ lâu đời và nó đa dạng rất là nhiều, hai là họ thường là họ nghĩa là khởi nguồn của họ là mùi hoa, thế nên là nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với là cái những cái mùi gỗ và nó hăng nó hắc như là ở bên Ấn Độ hay là ở các nước Ả Rập Thống Nhất này. Thì đấy là một giới thiệu sơ qua một số cái thông tin, gọi là một thông tin hành lang, thông tin gọi là thông tin chợ để cho các bạn biết thêm về việc là cái nguồn gốc xuất xứ sản xuất cho cái sản phẩm này nó không phải là từ tào lao bí đao. Khi mà chúng ta nói, tất nhiên là chúng ta ấn tượng với nước hoa Pháp bởi vì là Pháp là cái nôi của, gọi giống như kiểu không hẳn là cái nôi mà là nó giống như kiểu khi mà bây giờ nhắc đến Pháp là cái sự tinh hoa của vẻ đẹp, không phải là đất nước khác hay là các con người ở chỗ khác nó không, người ta không đẹp và người ta không tinh tế, mà là bởi vì họ đã có cái văn hóa đấy sẵn rồi. Và nói sao nhỉ, mình cũng phải me tây, tức là tại đại khái rằng là giống như kiểu rằng là cái dân tộc đấy họ phát triển từ kiểu kiểu lấy cái xương sống là họ phải đẹp kiểu vậy, kiểu vậy. Thì Pháp chúng ta nổi tiếng là cái dĩ nhất là cái thời trang này, sau đến đấy là mỹ phẩm và đặc biệt là nước hoa, rồi là ẩm thực Pháp cũng là một cái mà mọi người cũng hay rất là hay nhắc đến. Tất nhiên là mình chưa đi Pháp bao giờ đấy, hy vọng rằng là
trong tương lai sẽ có đủ điều kiện để đi Pháp để thăm thú, nói biết đâu kiểu chụp ảnh tháp Eiffel nó kia các thứ đúng không ạ? Mình tin rằng là ở Pháp cũng rất nhiều cảnh đẹp, ngoài tháp Eiffel, ngoài Khải Hoàn Môn ra thì có rất nhiều thứ, bởi vì là một đất nước mà người ta nhắc đến là văn hóa nọ kia thì mình tin rằng là cái đấy còn hấp dẫn hơn là tháp Eiffel hay là Khải Hoàn Môn, những cái biểu tượng của nước Pháp đó. Thế nên là hơi lan man một chút rồi, nhưng đại khái thì UAE và France là hai thứ mà không thể so sánh, bởi vì là đây không phải là khi mà chúng ta đang nói so sánh là chúng ta đang nói về vấn đề chất lượng, nhưng mà ở đây mình khẳng định các bạn luôn là chất lượng theo kiểu là có dùng được hay không, mà nó có phải tinh hoa hay không thì mình khẳng định luôn là có. Nhưng mà tùy vào cái dòng sản phẩm, tức là ở Pháp họ vẫn sản xuất nước hoa giá rẻ bình thường thì vẫn đấy vẫn là nước hoa Pháp, và Dior, Chanel, YSL, Mont Blanc vân 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 vân, những thương hiệu nổi tiếng đó thì cũng họ sản xuất ở Pháp cũng được, tức là thượng vàng hạ cám gì ở Pháp, nhưng mà không phải là kiểu Pháp mà một franc thì nó lại đắt hơn 100 đô la của Ả Rập chẳng hạn, không không phải như vậy. Ý mình muốn nói là tất cả mọi thứ nó đều có cái giá trị riêng của nó, và không phải là cứ không phải Pháp là nó kém hơn, mình khẳng định có điều đấy. Thế nên là nói dài dòng một chút để các bạn đi vào cái vấn đề, các bạn đỡ bị bứt rứt cái điểm đấy là thôi cái này Ả Rập, cái này cùi không không dùng, nó phục vụ, nên là mình khẳng định các bạn luôn những cái sản phẩm giá rẻ này phục vụ cho những người mà họ không có điều kiện và họ vẫn muốn một cái nhu cầu cơ bản, thì đó là cái lý do mà chúng ta đến với những cái dòng sản phẩm giá rẻ nói chung và dòng nước hoa giá rẻ nó riêng, đó là cái lý do mà chúng mình giới thiệu ở đây. Mình không muốn gọi là cái này không phải là ai tài trợ cả, mình tự bỏ tiền ra mua ha. Thế nên là mình có muốn các bạn có một cái suy nghĩ kiểu nó hơi một chút lệch lạc, kiểu mình hơn người ta, nói chung là ừ thì đúng là chúng ta bỏ ra nhiều tiền hơn thì chúng ta hơn những người bỏ ra ít tiền, nhưng không phải vì thế mà chúng ta có một cái đẳng cấp hơn họ, đơn giản là chúng ta kiếm được tiền và chúng ta tiêu tiền theo cách mà chúng ta cảm thấy nó thỏa mãn. Có thể có những nhiều người mà họ kiếm nhiều tiền nhưng họ vẫn dùng những cái đồ giá rẻ, chuyện bình thường thôi. Thế là ý mình là muốn nói rằng là không phải vì những cái sản phẩm như thế này mà mình đi bài xích, bài trừ những cái sản phẩm giá rẻ khác hay nọ kia các thứ, và chúng ta giữ một cái quan điểm nó thoải mái, chúng ta giữ một cái quan điểm nó khách quan, thì đó là cái mà mình luôn mong muốn các bạn xem kênh mình cảm nhận được, bản thân mình cũng vậy. Đó, thì quay trở lại vấn đề chính. Tự nhiên nói bao bì sản xuất tại UAE xong rồi lan man quá. Có một chút phần giới thiệu ở đây thì đây là cái bộ Gibson Gentleman Classic Collection. Đây là dòng classic, dòng cơ bản nhất nhất luôn các bạn. Họ giới thiệu là Yale Gentleman Classic is a modern masculine fragrance opening with fresh citrus, black pepper and spicy blend of caramel. Đọc xong thì nói thật với các bạn rằng là họ miêu tả này cũng khá là đúng, nhưng mà để mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé, cái phần sau đi. Đây, mở hộp ra thì cái hộp nó rất là cơ bản, hình như là có một cái xìa bên ngoài nữa, mình không rõ nữa, nhưng mà đại khái rằng là đây mình mua lâu rồi nên mình không nhớ. Đây, mở mở nắp ra như này đó, bên này sẽ là chai body mist này đó, các bạn mở ra như này, rút nhấc lên bình thường thôi, còn cái chai nước hoa thì phải vạch ra như này cũng nhấc lên. Đấy, thế là hết, bên trong không có gì cả các bạn. Mình mua này thì họ tặng thêm một cái vial nữa, và mình sẽ có review ở cuối clip này mấy cái mùi vial họ gửi cho mình. Review qua thôi nha, tại vì mình muốn chia ra làm riêng biệt từng clip một để mọi người, ví dụ như mọi người có tìm hiểu, mọi người xem được mình cái đấy, kiểu câu thêm view thôi mà. Thì đây, chúng ta nói về body mist trước, cái này nó dễ tiếp cận hơn phần nào đấy. Thì các bạn đã biết mình giới thiệu cho các bạn body mist của Bath Body Works, và có rất nhiều loại body mist trên thị trường. Thì với mình, body mist là một cái dạng mà sản phẩm có mùi nhưng mà lưu không lâu, có mùi nhưng lưu không lâu các bạn. Nên là mình cũng không kỳ vọng quá nhiều vào body mist. Tuy nhiên thì đây là một loại body mist mà mình có thể khẳng định với các bạn rằng là gì. Ok, nếu mà bỏ qua cái vấn đề mùi nó có thơm hay không thơm, cái hiệu năng đi, thì so với Bath Body Works mình đã từng review cho các bạn, thì con này phần nào đấy nó tỏa hơn và nó bám lâu hơn một chút xíu thôi, chứ không phải là một cái gì đấy quá nổi bật, quá nổi trội. Thì thiết kế của vỏ chai thì ở đây mình không chê gì đâu, nhưng mà nói thẳng với các bạn ra là dùng cái bot một gốc quen đấy, thì cái vỏ chai này kiểu nó hơi bất tiện một chút, nó hơi bất tiện một chút thôi đấy, có thể đóng ra đóng vào này, còn bot một gốc thì mình chỉ vặn ra vặn vào này thôi. Thì đây là một cái đầu cố định nha các bạn, và một cái lưu ý rằng là các bạn không nên mang cái này đi lên máy bay hay là tiếp xúc với những nơi nóng hay có lửa, hay nói chung là bị va đập gì đấy, tóm lại là không nên như thế. Tất cả mọi thứ nó có chứa cồn hoặc là những cái chai nén ở bên trong tuyệt đối không có nghịch ngợm nhiều nha các bạn, cả nó đã hết rồi cũng không nghịch ngợm nha. Đó. Thì đây,
mình hoàn toàn mình review cho các bạn cái sản phẩm như thế này. À, xịt thì thực ra mà nói ấy, là cái này là một cái mùi phiên bản nhẹ hơn, siêu nhẹ hơn của cái chai nước hoa này. Thì đi vào cái vấn đề chính khi các bạn xem clip này, đấy là cái chai nước hoa này, và chắc chắn là các bạn sẽ để ý nó là rất là rẻ đúng không? Gentleman Classic, mình đã hình xịt cái body, spray bay vào mồm, bây giờ hơi đắng. Thực sự mà nói là khi mà chúng ta đọc spicy, chúng ta nghĩ sẽ cay hăng. Mình nói thật với các bạn là nói sao nhỉ? Nó không hăng đến cái nỗi mà chúng ta tưởng tượng đâu. Tức là nó khá là bình thường. Nó mang lại, khi xịt con này nó mang lại một cái cảm giác nam tính này, mát mẻ này, lịch lãm, không nói, dám nói dỏm, tại vì bản thân mình phong cách không theo đuổi cái điều đấy nên là mình cũng không cảm nhận được thực sự là đây phải điều lịch lãm không, nhưng mà mình có thể sử dụng cái từ nhẹ hơn, đấy là từ lịch sự, rất lịch sự. Thì kiểu như là cái chai nước hoa này giống như kiểu là khi mình hoàn toàn có thể liên tưởng tới cái người anh thanh niên mà đi làm văn phòng ấy, mà anh ấy rất là phân vân, anh không biết dùng cái mùi gì cả. Thì mình tin rằng là các bạn nên tìm thử mua cái mùi này, có thể là các bạn nhờ mình order về hộ, thì nói chung là mình sẽ lấy tiền công rẻ thôi, 100-200 nghìn gì đấy tùy loại đó. Thì với cái sản phẩm này nó giá nó rất là rẻ, các bạn mình mua được hồi đấy cả, mình nói các bạn cả gift set này là mình mua được có 500 nghìn cho về Việt Nam đó, giá rất là rẻ. Nên là khi mà xịt lên người ấy, mình cảm giác mình không khó chịu, mình cũng không thích nó, nhưng mà mình vẫn chắc chắn vẫn sẽ muốn giữ nó, sở hữu nó và dùng nó. Bởi vì trong những cái ngày mà mình không biết làm cái gì, mình không biết dùng cái gì, mình đi gặp một cái đối tác, một cái vị khách hàng nào đấy, họ khó tính nhưng mà họ kiểu nếu không xịt thì nói chung rằng là nó cũng sẽ hơi nhàm chán một chút. Thế nên là với cái mùi này có một chút gây ấn tượng là chúng ta thơm và chúng ta sạch, chúng ta lịch sự, nó vừa đủ thôi, nó không quá tỏa, nó không quá nồng đâu các bạn. Và cái điểm mạnh của cái mùi này mà mình có thể nói các bạn ấy là cái độ bám của nó. Độ bám của nó rất là vừa đủ, tức là nó có thể lên từ 6 đến 8 tiếng luôn á. Thế nên là bản thân mình khi mà mình review, mình cầm cái sản phẩm như thế này, mình sử dụng mình rất là thỏa mãn với cái số tiền mình bỏ ra là 500 nghìn cho cả hai chai, có thể là với cái giá không sale mình nhớ đâu đấy khoảng 700-800 nghìn cho một gift set này chẳng hạn. Thì mình vẫn thấy rằng là ví dụ nhé, chia đôi ra nhé, thì coi như cái này 250 đi, và cái này là ví dụ như 700 nghìn một gift set thì cái này 250, cái này là 450 cho 50 ml. Có thể là các bạn đang nói tới những cái sản phẩm nữa cũng của Ả Rập UAE, nhưng mà mình có thể khẳng định với các bạn luôn là trong tất cả những cái nước hoa mình sử dụng nhé, mình chưa biết là mình chưa tìm được con nào hơn con này cả, nhưng trong tất cả những thứ mình sử dụng thì con này, chai nước hoa mình sử dụng, xin lỗi các bạn nói này hơi vòng vo, trong tất cả những chai nước hoa mình từng sử dụng và với tầm giá này, trong cái tầm giá rẻ này thì con này đang rất thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình trong vấn đề là xịt ra an toàn lịch sự, nó không có bất cứ một cái phản ứng nào khó chịu mà khi mà mình nhận được cả đó, và đặc biệt là nó hoàn toàn nam tính. Và đó là những gì mình có thể cảm nhận được vào một cái chai nước hoa, vì mình không phải là chuyên gia bạn, mình không thể ngửi được là fresh như thế nào, mình không thể miêu tả cho các bạn kiểu quá trừu tượng được thực sự mà nói như vậy, nhưng mà mình có thể miêu tả cho các bạn một cái góc độ rất là khách. Và đó là những gì mình có thể nói về ngày hôm nay về con Yali Lavender. Thì như ở phần đầu clip mình nói với các bạn là mình có thể review nhẹ, mình review sơ qua về những cái vial nước hoa của con Yali này. Phải nói thực sự các bạn, Yali làm mùi ấy, họ sẽ không là mùi phức tạp, họ sẽ chỉ là mùi hoa thôi, và giống như kiểu chúng ta có thể mua Yali London với những giá siêu rẻ, và nó chỉ là một cái nước hoa đơn thuần xịt lên ban đầu như nào thì nó chỉ ở đúng cái mùi như vậy. Và giống như kiểu là nước hoa này tên là hoa ly, nước hoa này tên hoa hồng, nước hoa này tên hoa huệ, nước hoa này tên hoa lan, thì nó sẽ đúng là cái tên hoa như vậy. Tức là nó thơm lắm, nó thơm và nó thơm vừa đủ, và tiếp đến là cái độ bám của nó thì thực sự là nhìn chung chung mà mình thấy cái độ bám của nó, những cái vial mà mình được gửi ấy, thì độ bám của nó chỉ được đâu ấy khoảng 4-5 tiếng, thì với cái chai này thì nó được lâu hơn. Nên là mình cũng không biết rằng là chắc là tùy từng loại các bạn, tùy từng loại nên là không thể đánh giá trung bình được. Nhưng mà với cái mức giá mà khoảng 500 nghìn hoặc là thậm chí dưới 500 nghìn một chai nước hoa như thế này, thì mình đánh giá những cái chai như thế này ấy, là khá là ok, khá là ổn để mà mình mua về để mình sử dụng ở nhà. Thậm chí là nếu mà anh em nào mà xịn sò công ty nào mà có thể nhập được cái chai này về bán ở Việt Nam với đúng những cái mức giá như kiểu trên trong web ấy, thì mình nghĩ rằng là ok, cũng khá là hay đấy các bạn, khá là hay luôn. Nó rất là tuyệt vời, và mình hy vọng rằng là những điều mình vừa nói thì sẽ sớm có được ai đấy thực hiện.
Mà mình rất là muốn là mua những cái chai như này ấy, kiểu bày ra một like ấy, bởi vì nước hoa mà kiểu mình không có tóc thì mình vẫn trồng được thôi. Thế nên là hy vọng sớm sẽ có người nhập cái dòng sản phẩm này về, và mình tin rằng là thực ra là nó cũng không phải là một cái gì đấy excellent, nó cũng không phải cái gì đấy amazing, không phải cái gì đấy wow, nhưng mà nó vẫn là một cái gì đấy rất là đáng tiền. Và đó là những gì ngày hôm nay về Jacques Lay London, và cũng như mọi khi thì hẹn gặp lại quý vị các bạn lúc 20 giờ muộn hơn mỗi ngày trên kênh YouTube Người Review, cũng như là chúc quý vị các bạn nhiều sức khỏe, nhiều đẹp trai, cũng nhiều thành công may mắn trong cuộc sống, và nhớ vào người Covid và để tóc xấu như Người Review.